Ý con Naga này nhanh. Hai là họ phải pick cho mình những con tướng có BKB. Để mình nhắn tin thử sức yếu nha anh em nhé. Không hiểu đêm rồi đi đâu. Khéo lên vợ lại bảo là ra ngoài mua cái gì đi chết. Đâu rồi? À, còng Hiếu Nguyễn. Lúc nãy là tôi cũng chuẩn bị rồi các bạn ạ. Biết rằng đêm nay cắt đêm nên là xuống nhà đá long cà phê rồi. Cà phê này thì không nặng lắm nên là chỉ đủ để đến khoảng tầm 4-5 giờ. Tầm đấy là mình buồn ngủ là vừa. Nhưng còn tầm này mà uống cà phê đen thì chết. Nào Tundra. Lựa chọn số 3. Khá phân vân. Sắp trước chăng? Khó đoán các bạn ạ. Đối phương trông là hơi nhiều những cái trạng thái khó chịu. Thì đã có A3 giải rồi. Chói của Naga, Silent của Drow, những cú hack, những cú stun. Và Tundra lấy cho mình đó là Coton. Keep up the line. Timbersaw của Sep. Coton là một con cái khả năng đi lên không quá mạnh. Đồng ý là với những cú Kamezoko thì anh ta có thể harass được offlane của team địch. Nhưng mà vô hình chung thì cái việc đấy nó sẽ làm cho những cái wave creep nó bị đẩy cao. Nên là Coton phải hạn chế các bạn ạ. Timbersaw sẽ là một lựa chọn khá là hoàn hảo. Có khả năng regen. Winter Wyvern của Nai à? Winter Wyvern đi mid. Đây rồi. Chúng ta sẽ có một con Winter Core lên gậy xanh sớm. Có lẽ nó sẽ là item số 3 thôi. Ngày hôm qua thì cái lối build đồ của Nai là giày bay, Witchblade, gậy xanh. Vừa lối build như vậy thì các bạn sẽ hạn chế được cái điểm yếu khá là lớn của Winter Wyvern. Đó là anh ta chạy chậm. Con này bay movement speed khá là thấp, 280 thì phải. 280, 290. Nếu mà lên giày bay rồi cộng thêm gậy xanh thì các bạn sẽ chạy khoảng tầm 500 mấy. Gậy xanh có bonus thêm 25% tốc độ chạy nữa. Nào OG ban đi Sun King của 33. Về phần của Tundra họ ban đi. Ồ, ban Sumail à? Họ ban đi một con móc phinh. Đây là hero Sumail rồi. Giờ thì lựa chọn ban cuối cùng của Fata sẽ là gì? Winter Wyvern. Ban Pugna hợp lý. Với khả năng chống lại cái lượng sát thương tay thì Tundra cần phải nhắm vào những con có đam phép. Không gì thì cần ban tiếp vào Sep thôi. À chính xác là ban tiếp vào 33. 33 này chưa được gì nhỉ? Sun King, Enter, Mad Rider. Nhẹ. Game này còn Brew này. Brew ổn. 33 là một người chơi Brew Master khá hay. Brew trận này cũng có thể là phá bóng của Naga. Đầu game rất là dễ. Được. Ban Brew. Sorry anh em. Nếu tôi gọi thì... là chờ vợ ăn cơm hơi lâu. Để cái màn hình nó hơi bị che. Bây giờ mình đã quay trở lại rồi. Ok. Nào, lại là một con Naga support à. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một con Naga. Tiếp theo thì sẽ là cái con Winter Wyvern. Co rồi, Winter Wyvern đi mid của Nai. Ban đi cây của 33. Giờ thì có lẽ là cái pool tướng 33 không còn nhiều. Để xem là anh ta sẽ lựa chọn gì trong trận đấu này. Sức yếu trả bài lâu quá. Nếu mà tôi mà trả bài thì chắc là hết game mà anh em vẫn thấy cái màn hình đấy. Anh em đánh giá còn hơi đơn giản. Thôi tập trung vào trận đấu thôi.
Ôi, em vừa nhận được quả 5 lốp anh ạ. Đây nó rồi. Chả ghi gì cả. 5 lốp qua Vietcombank. Không hiểu là ai. Cảm ơn anh em nhá. Nhưng mà không ghi gì cả. Ôi, bạn này mạnh thường quân à? Rút. Âu Di chơi rất à. TB Coton Winter Weapon. Những hero rất hợp để một con rớt có thể đúc đam. Hợp lý đây. Rút cái việc mà nếu mà có Nimbus thì bắt cái con Winter Weapon cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hôm nay cứ đảo con chuột nhá. Ôi bạn ơi. Thế máy tôi đã lắc thì chớ, bạn này cứ đảo thôi. Không hiểu kiểu gì. Nào chúng ta cùng điểm qua lap đến từ bên phía OG trước. Saksa có cho mình Lion, Sumail cầm Drown, nâu theo con Naga xếp. Một con Tibersaw và Topson sẽ là thần rớt. Bên phía của Tandera Support thì là một con Brewmaster dành cho 33. Nike có Winter Wyvern. Coton được chơi trong tay Snake King. Trận đấu này Fata sẽ tiếp tục cầm A3. Và Skeeter thì là một con Tero Blade. Anh Hiếu đánh giá sao về lap của cả hai team? Rớt sẽ là key hero trong trận đấu này của OG. Chỉ cần rớt còn sống là Tundra sẽ rất khó đánh. TB, Winter Wyvern, Coton, 3 hero đấy thôi tôi đã thấy là rất mỏng để cho rớt có thể núp đam rồi. Và thật sự là Tundra thì không phải là những hero có thể bật vào và bắt vào vị trí của Top Sơn. Hay đấy, OG hiệp đấu này lựa chọn Last Pick là cực kỳ uy tín. Và tôi một lần nữa sẽ là ủng hộ cho OG ở trong hiệp đấu này. Nếu mà sau ban pick thì mình tin là OG đang là người làm tốt hơn. Về phần của em thì em thích rớt, thực sự. OG đúng không? Rớt mà đánh với Winter Wyvern thì phải lựa chọn rớt thôi. Thứ nhất là nhờ cái ultimate họ có thể tìm được con Winter này đang trốn ở trong những cái bụi cây. Cái thứ hai là lượng sát thương của rớt lên những cái mục tiêu mà bị đóng tủ lạnh lại thì không cần phải bàn. Giật vài phát thôi là chết. Được. Nào, rớt. OG sẽ có cho mình tỷ số 2-1 trước chăng? Nghỉ lắm anh em ạ. Một con rớt trông cực kỳ hợp lý để mà đối đầu cả Tundra trong game đấu này. Rất là Brew hơi mệt á. Phân gấu ra và lấp con rớt lên à. Sau chờ đồng đội vào tiếp cận. Nghe cảm giác là hơi bị làng hoàng nhỉ. Mất thời gian quá. Chưa kể là lại là Naga. Nếu mà có bất chắc gì thì Naga sẽ du ngủ để hỗ trợ thôi. Đúng rồi. Brew thì có con gấu đá. Con gấu đá là không bị du ngủ. Thì nếu mà đối phương du ngủ TB thì cái con gấu đá có thể stun được một người. Tuy nhiên trận đấu này tôi vẫn đánh giá là bắt vào rớt sẽ là rất khó. Disable thì không có luôn đấy. Chắc là nhìn chân thì ngoài là cướp à? Skill đến từ bên phía con Thunder ra. Em chỉ thấy một cái Winter Curse anh ạ. Thế con gấu đá ném được sơ tăng nhẹ. No disable găng mình à? Ui. Trận này là một trận sinh ra của rớt đấy. Trận này mà rớt đánh con thua là thôi. Hay chưa? Cảm giác là ông gì họ biết ban bích ấy. Lựa chọn ngớ hết cả người đúng ra là bảo mà. Thôi xong rồi. Trận này lấy gì cản rớt đây? Disable thì không có. Không có những cái hero ập vào với Berlin. Anh ơi, vô địch TI 2 lần không phải là may mắn. Không phải may chắc mắn. Chắn là chắc não chắn phải to. Chính xác. 2 lần thì không thể nào là may mắn được anh em ạ. Nó phải có cái trình. Người ta lát pick rớt nữa gọi là đỉnh luôn. Team địch chẳng có disable gì cả. Lần đầu đi. TI 8 thì nhiều anh em còn kêu là may mắn khi bạn LGD cũng throw. Còn TI 9 thì là không chứ. Nó là cái trình độ luôn. Ở đây thì Noteo là người nhanh tay hơn. Và tiếp ngay. Fata gửi ra sức yếu không nhanh bằng Noteo. Tôi nghĩ hai ông này tầm tuổi cũng ngang ngang nhau thôi. Như vậy là ba team là chia đều cho cả hai team. Khi mà Skitter cũng vòng vào sâu trong cái chặp 3 của OG để lấy lại một cái bounty rồi. Chặn clip hộ đối phương luôn. Khi mà bên kia okay. Thì team vừa sọ đang làm như vậy. Ở mic thì nghe chừng là Nai sẽ gặp vấn đề. Chào mừng anh em Tuấn Lê nha. Mình đang tập trung vào cái game đấu này. Game đấu bản Lê rồi. Đội là chiến thắng ở trong thằng game này thì em nghĩ rằng là họ sẽ có lợi thế về mặt tinh thần rất là cao. Đây game đấu bản Lê mà. Thompson thì sẵn sàng cho mình một cái motto. Một cái wave creep đang được đẩy hơi cao nhưng không sao cả. Mình đang cố gắng điều tiết lại.
Do là đầu game thì chơi Widow Urban phải khéo, farm thực sự chuẩn chỉ. Này cũng tranh thủ harass đối phương bằng một cái Arctic Burn. Trong đó là có vẻ như staking dưới bot anh ta vừa bị harass vào tương đối nhiều. Chậm thôi. Một game đấu mà cả hai bên đều khá là cẩn thận. Anh Hiếu đánh giá sao về Lê Ninh Vây? TB với cả, à chính xác là The Round với cả Lion thì cặp này bên phía của team OG đã sử dụng ở trận đấu trước với Nick Ma. Đi lên khỏe, hai tay dài, Blue làm sao tiếp cận được. Lên trên này thì trông giống là cũng ngang ngang, ý là hơi ngang một chút khi mà cái con team Bersaw này nó còn level thấp. Cái team Bersaw bắt đầu có level thì là A3 với cả cái con TB là không làm gì được rồi. Đúng. Cái bot thì chắc chắn là Blue với cả Koton là yếu hơn Lion với cả The Round, chắc chắn rồi. Hai tay dài đi với một tay ngắn một tay dài. Snaking thì vừa sát thương từ xa đến OG là có. Dùng Illuminate ba ba lại tiếp tục giao án à? Vâng, người ta lại lên cho mình một cái HOD. Như vậy là vừa mic bao gấu vừa mic thêm con đệ đấy. Nhiều tay đấy. Con gấu lửa thì cũng không có gì phải mic cả. Con gấu gió với cả con gấu đá thôi. Gấu đá có stun, gấu gió thì có lốc, có tăng hình cả có debuff. Kép có vẻ như sẽ được thả ra. Đầu theo tranh thủ cho lúc đó thì đi kéo creep như là stack. Có một timber mà có level 6 sớm thì rất là tuyệt vời. Thì nó sẽ có thể tự thân vận động đi đọt đối phương. Nào Pata cut Avenus sớm. Giống hệt như cái cách mà anh ta làm ở những trận đấu khác. The bot thì có vẻ như là chúng ta sẽ có first blood dành cho OG. Thậm chí là double kill luôn. Những con creep không được. Không sao. Còn Fairify, con Certic, Sumail vẫn sống. Nhưng mà trên này thì bên phía của Tundra họ cũng gỡ lại cho mình đó một mạng rồi. Và mid thì top sun. Này hết mana. Còn Certic và không được. Ở đây thì Sasa anh ta tự sát thôi. Hết máu hết mana, quyết định là tự sát để về có thể regen. Bây giờ anh ta có thể tính đến việc là TP ra mid để sạc lại bottle dành cho Thầy Sơn, hoặc là cầm đồ và TP xuống bot để hỗ trợ cho The Round. Tôi nghĩ là xuống bot nhỉ, chứ The Round đi một mình thì là không ổn, xuống bot thôi. Dev cũng phải né tránh những cú đấm tay của Fata đấy, có kèm theo khả năng silent. Ok, rõ ràng là một con Timber chỉ cần cố gắng đạt được level 5 thôi thì anh ta sẽ ổn. Tầm này thì vẫn có đủ khả năng thì các thành viên Tundra giết được. Cứ bình tĩnh. Nào, ba bà cố gắng kéo creep vào và clear thật là nhanh. Với khả năng hồi mana đến từ staking, em nghĩ rằng là ba bà không phải lo về chuyện có mana để cast skill. Mid này mid thì có vẻ như là thầy Sơn cơ nào. Cân em ạ. Network thì là cân. Vậy là cả hai bên đều farm bằng nhau. Không có gì tầm, nhiều tầm này cả. Thì chưa ai có mạng cả. Dĩ nhiên thì xét về khoản đam tay các bạn thì Topson sẽ là người nhỉnh hơn. Đam tay còn rớt này khá là cao, nhưng mà Nai đi lên cũng nghệ. Xem đang được thảm không phanh rồi. Đầu theo chủ động bỏ dương sơ tách để cho cái con Timber này đạt level giao sớm. Có vẻ như là Tundra bắt đầu không tìm được cách để xử lý một con Timber Saw. Hai điểm giết tiếp quá khó chịu các bạn ạ. Không tự sát trong rừng đơn giản là quái rừng giết thì là bị chết ít nhất là 27 giây. Nó là đúng quá rồi. Lâu đâm đầu vào trụ đối phương thì chết chỉ có chục giây ở những cái level đầu thôi. Nó là nhanh hơn. Và đối phương cũng chẳng được là bao nhiêu tiền cả. Anh Hiếu thì đã xem thanh niên Snaking để chơi Koto chưa? Em thì em chưa xem bao giờ. Anh cũng không có ấn tượng gì với con Koton của Snaking cả. Mirana đi. Anh bạn này nghe chừng là Mirana rồi là Venom thì tôi thấy quen thuộc hơn. Enigma đó, mấy con như vậy thì... Đúng rồi, Enigma. Còn nghe quả Koton này lạ quá. Chắc là Koton đi cùng Brew cho farm skill liên tục. Chắc xa có một cú roam ra mid. Dive Winter Curse lại. Sau đây có một cú TV đến từ tây kênh nhưng không đủ rồi. Chắc xa thì đã dính thêm một cú Kamezoko và đó là đổi mạng. Chính xác là bên phía của team OG có cho mình double kill luôn khi mà A3 cũng chết ở trên top. Vâng. Một công đôi việc.
hai mạng luôn dành cho top sân. Anh ta làm luôn cho mình đó là 386 tiền à? Không phải là vậy thôi. Mà mạng của Fata thì là tương đối rẻ mạt, chỉ là 160 gold thôi. Nhất tiễn hạ xong điều à? Tự nhiên lại giật một phát lại chết cả đôi. Tươi đấy nhở? Em mà là top sân trận này em vui lắm anh ạ. Tự nhiên lại xanh sớm. Xanh sớm có Etherland. Tí nữa ghép gậy xanh khéo là chỉ tầm 15 phút. Ô, con gà. Con gà Naga chết và nó cầm một cái Senchi. Ok. Trận đấu này thì đánh giá chung thì rõ ràng là clap của Team OG nhỉnh hơn một chút. Rớt, đồ đao. Đối phương thì lại là một con Winter Oven và TB. Đây là một game đấu khó của Tundra. Tôi tin nhất là rớt. Đơn giản là trận đấu này thì trông Bissabo với phía Tundra là rất ít để phải bắt vào rớt của Top Sơn. Trên này Skitter vẫn đang cố gắng gắng gượng thôi. Chứ 3 điểm giết Tiamo rồi thì là Sep không sợ gì cả. Vẫn đứng lại được bởi vì Sep chưa có ulti. Khi nào mà có Charam này là thôi, TB vào rừng thôi. Cái Charam nó harass đau lắm. Phi tiêu đối phương rút về luôn rất là đau. Rồi vào rừng dần thôi Skitter ạ. Hết cái tân form vừa rồi là vào rừng được rồi. Để cho Fata đứng lại ở lane. Farm được bao nhiêu thì farm. Hit được bao nhiêu level thì hit. Rớt cũng là một trong những con hero yêu thích của Top Sơn. Nếu mà các bạn có xem chung sai thì sẽ nhớ trong trận đấu TI9 Top Sơn có sử dụng rớt. Nào Fata sẽ bị cửa máy khá đau đấy. Nhưng mà anh ta tự giải cho mình cái hiệu ứng của Willing Dead. Ok. Rớt đang đến rồi. TV cũng đang cố gắng giữ lên. Chưa được. Top Sơn quyết định là di chuyển về mid để phản tiếp. Một game đấu mà OG không vội vàng. Họ biết rằng chất tướng của mình hơn. Giật một cú. Nhưng mà chính ra là Top Sơn nên deny. Anh ta đã quyết định chạy vào mà không deny cái roll. Chết hit này thì cảm giác như là Winter Oven không lãi nha. Rớt 3 điểm vào cái Lightning Bow rồi. Rất đau. Hơi đứng hình một chút ở anh đây. Anh có bị. Không sao. Em cũng bị đâu. Không vấn đề gì, không vấn đề gì. Đã trở lại ổn thỏa rồi. Và ta thì tôi tin là anh ta cố gắng là hit được bao nhiêu thì hit thôi. Hit level. Kéo được turn creep đi là ngon rồi. Bitcoin gái rồi chạy thẳng. Với việc là top sân có sâu ring thì Bitcoin cái vớ vẩn là sẽ bị dí chết luôn. Xạ xạ đang làm điều tương tự với Fata. Chạy thôi, chạy thôi. Trời ơi. Còn sơ tích. Một nữa. Ngọc Sơn tranh thủ ngay. Nhưng mà chắc với nó Lion cũng nằm xuống cho 3-3. Nhiệm vụ của support anh em ạ. Khi mà carry đã vào rừng thì sắc năm đứng lại lấy level và cố thủ thôi. Câu kéo khiến cho đối phương bút chậm nhất có thể. Thế là được rồi. Hoàn thành nhiệm vụ đến từ cả hai support khi mà họ chết. Bây giờ là có thể đi được chỗ khác thôi. Cái lane này thì coi như bỏ đến từ cả hai team thôi. Không. Alo. Anh nghe giọng em có bị làm sao? Đó, bình thường mà. Em vừa nghe giọng anh hơi bị robot một tí nên em đổi lại server ở Discord. Ok. Em vừa đổi sang Singapore thì chắc là đỡ. Thấy mưa rồi. Bà ba. Đã có giày nha. Và đây là cái gì anh em nhỉ? Sức mắc thì chắc là gặp quay trở lại đây đã khi mà Fata gặp nguy hiểm. Level 5 là đi chắc rồi. Thầy Sơn Dominating 4 mạng thì phải là 3 mạng của Fata rồi. Và 1 mạng của Winter Wyvern. Con rớt nó đang xanh rất là sớm. Etherland rất gần. Sau đó có thể là rời bay. Etherland rời bay. Cẩn thận đi Blink. Rồi gậy xanh. Còn nếu mà tự tin với khả năng di chuyển thì là gậy xanh luôn. Nào, các đội viên Tundra muốn nhắm vào cái trụ một ở mid và Top Sơn nhà trốn luôn. Còn rớt tầm này cần có tanker. Lâu theo đã có mặt. Ui, ăn ngay một cú cớt. Lực sát thương dồn ra là quá nhiều.
sao đây? OG có vẻ như là chưa bị mất đi cái trụ này. Thunderra đang chủ động hơn. Baba có mặt. Anh ta cũng sẵn sàng cho mình một cái ultimate. Deny. Oh, Sumail deny thành công. Tóc Sơn bắt đầu tiếp cận vào nhưng Sumail đã bị sao lâu lại bởi cái khóa ánh sáng. Vâng, cú silence của Sumail khá tốt. Bởi các thành viên Thunderra quyết định phải lùi thôi. Hơi khó. Deny tốt. Sumail thì vẫn về được. Thành công rồi. Này thì anh ta cũng không tiếc gì một cái winter cut để lấy mạng của Noteo cả. Coi như là để farm thêm và sớm hoàn thành cho mình một cái Witherblade thôi. Sau Witherblade thì lại là gậy xanh. Khi bắt đầu có gậy xanh thì con Winter Coven này cực kỳ khó bắt. Vẫn là một thế trận mà OG dẫn một chút về tiền. Có vẻ như là cái lượng network của Brewmaster đang hơi kém. Không sao cả. Mới chỉ là 12 phút mà thôi. Em nghĩ là OG sẽ vui vẻ với cả cái thế trận như này. Họ cần farm những cái con như kiểu Drown, rớt. Trong đó là các viên Thundera thì có lẽ là họ nên di chuyển một chút đến từ Brewmaster. Thử không? Sử dụng cho mình cái ultimate đi. Chưa dùng luôn đấy. Blink và gậy xanh. Blink để mở combat, gậy xanh để có cho mình hai lần ulti đến từ Brew thôi. Xếp lên thẳng Clotus. Trận đấu này có những hiệu ứng gì ra? Khóa ánh sáng, Winter Curse, Reflection. Được, em nghĩ là để giải khá là ngon. Và trường hợp đẹp nhất là phản ở cái Winter Curse thì vô địch. Quá tuyệt vời luôn. Này đang chờ đợi ở khu vực top lên. Ồ, lại mất rồi. Cũng hơi khó. Nếu mà rớt không ulti thì hơi khó để sắc xa tìm. Đúng rồi. Nhưng mà đúng tham minh là đang TP mà rớt ulti sau đó là sắc xa hết lại được thì là cũng đúng rồi. Khiến cho Winter Wyvern kẹt lại nó khá lâu ấy. Chứ bảo giết thì cũng là hơi có khó. Có thể là họ sẽ không giết được nhưng họ sẽ làm cho cái con Winter này mất thời gian. Kẹt một tí thôi. Sumail đang bị quay. Có Atic Burn thì anh ta lại đi thôi. Thập diện mai phục rồi Sumail ơi. Vâng, xung quanh quá nhiều unit và Sumail không có gì để chạy cả. Nào, khi vừa so đến này bị cưa máy nhưng anh ta được búp liên tiếp là hồi máu nhưng mà rớt đến rồi. Này cố gắng chạy nhưng mà có một cú finger update đến với sắc xa. Một đối một mà thôi, bây giờ thì Fata là mục tiêu anh ta có bộ đồ nào trong khi đó sắc xa rồi đang vào đến từ bên phía các đội viên Tatara. Còn gấu này ba khó chịu quá nhưng anh ta cũng bị cưa chết. Đó là mega kill dành cho Tẩy Sơn. Và thêm một mạng nữa nào. Một mạng nữa để cho tôi có gậy xanh sớm nhưng không được. Quá free anh em ạ. Và Tẩy Sơn thì đang hướng đến thẳng cho mình đó là Optarico. Optarico để có thể giật. Như đã nói trận đấu này không có cái gì để bớ vào rớt. Và rớt của top sân thì đang là gần như là free. Anh ta cứ đứng mà giật thôi. Mà để rớt free skill thì là không thể nào mà thở được. Đã nghiên cứu rồi. Bọn tôi thở cái con Winter Wyvern ra là chủ đích đấy. Chứ không phải là như nào đâu. Thả ra là lấy rớt để chơi lại ngay. Optarico có máu. Có giảm cooldown. Trận đấu này không có gì để bớ vào rớt cả. Thì anh ta không cần bờ linh bờ liệng gì. Cứ đứng mà giật thôi. Thốn thật sự. Chắc TB tôi nghĩ là Dead Game chắc phải nghĩ đến việc là lên cho mình cái bờ linh nhỉ. Berlin vào form bắn thẳng và rớt thì may ra. Và đấy là câu chuyện còn khá xa. Thì bây giờ mới chỉ là phút thứ 15 thôi. Nào, tỷ số hiện tại là 9-7 dành cho OG. Và họ đang làm khá tốt. Chính xác là những cái lựa chọn đến từ bên phía của Thundera thì không có một cái con nào giúp ích để họ có thể bắt được rớt ngoại trừ Brew cả. Brew, Winter Wyvern sẽ là những cái người để bắt được rớt. Nhưng mà họ chưa làm được. Bà thì bị cưa chết ở đây rồi. Ồ, còn định KS cơ. À, Thầy Sơn. Định KS nhưng mà hơi muộn. Trời này ao ao man bích quá nhở. Em biết là còn rớt không có gì dã man quá rớt cả.
Chính xác, con rớt này hay. Không biết là A bắn bích hay không nhưng mà anh cảm giác con rớt này đang hơn một tí. Ngủ thôi. Ngủ lại thôi. Ngủ vào. TB, TB. Không. Xếp đang đến. Chơi luôn á. Sumail chờ sẵn. Một cú xe lần đôi không? Họ muốn câu cái bolo tham của Pata trước. Nào, Sếp sẽ là người làm như vậy. Trong khi đó thì Nai cố gắng tìm rớt. Đây rồi, họ đã tìm được. Và Nai bắn rất lớn. Tâm sự lên bảng bởi Nai. Một con Winter Raven có lượng đam phép quá lớn bởi cái Witblade. Nhưng mà trong nó thì sau đây cũng dùng lên Polis và Koto. Nên anh ta chỉ còn nửa cây máu mà tôi Skeeter chưa có góc đánh. Bây giờ thì có rồi khi mà cả bệnh lại đã đẩy ngược Sumail về. Họ bắt được hai người cực kỳ quan trọng và đâu theo. Ngủ không còn à? Đi vậy. Vâng, chỉ đơn giản là Attack Burn. Sau đó là dí theo và bắn tay với cái Witblade là đã có trong mạng rồi. Bây giờ Sếp tham cái Wake Grip này. Và anh ta có một cái Lotus để giải cho mình quá ánh sáng rồi. Như vậy là không còn lâu nữa và sẽ là khó để có thể ăn được cái con Tibersaw này. Solabai thì giải thì luôn. Không gắt thì mỗi đốt đi nốc cả. Sau đây. Ok, và ta không có bộ lưu thang. Đứng lại để cố gắng phá cái mắt. Và Fata đã chết. Như vậy là Sếp cùng với cả Saksa đã giúp cho bên phía OG kéo lại một mạng. Ui, con Winter Wyvern này bắn đau nha. Đơn giản là bắn tay thôi. Bắn bằng Attack Burn. Chỉ bắn thôi, không chiêu chiển gì cả mà rớt đã phải chết rồi. Có vẻ như là trận đấu đã được cân bằng khi mà Calavian Tandara đã làm được. Họ tìm được rớt, thậm chí là kết thúc nhanh luôn. Nai chỉ mất duy nhất một lần Arctic Burn để kết thúc đối thủ. Gậy xanh thôi. Bloody Master cũng đang lên gậy xanh để có hai lần form. Em nghĩ là với cái tốc độ chạy đến từ con gấu gió hoặc là con gấu lửa thì ít ra anh ta có thể tìm được cái vị trí của rớt và báo cho đồng đội. Và ta mất bolo tham. Không sao. Rớt cố gắng. Lượng sát thương là hơi thiếu một chút. Dobson phải giật thêm một cú nữa nhưng không đủ rồi. Dưới bot thì có vẻ như là solo kill thôi. Đây là cái lối chơi của Nai các bạn ạ. Winter Raven đánh co đi săn người. Solo kill đơn giản một con Lion. Và tiếp tục farm để hoàn thành cho mình đó là cái gậy xanh thôi. Nai vẫn đang tốt. Và rớt thì sau cái mạng chết vừa rồi cảm giác là hơi chậm lại nhỉ. 7k7 Deadwood đang đứng thứ mấy đây? Đứng thứ 5 thôi. Đứng thứ 5 trong top Deadwood. Opta lên co thì còn thiếu. Đủ rồi, đủ rồi. Tách cái dây mana ra là sẽ đủ. Bà ba thì không thấy lên Blink nữa và sẽ hướng thẳng gậy xanh luôn để có hai lần ulti. Ok. Với hai lần ulti thì anh ta có thể làm cho đội hình OG mất rất là nhiều thời gian. Nào, câu được bolo tham của Fata này cũng đã đến. Xếp tầm này thì cái lượng sát thương của Arctic Burn là hơi lớn nha. 5-1 đấy. Ôi, nó nhổ theo phần trăm máu. Kìa. Vâng, cú ngủ. Nào, cú ngủ này nó giúp cho Xếp lùi về. Ok. Rất may đã có nâu theo. Winter Raven chuẩn bị có Winter Curse chưa? 7 giây. Có lẽ 5 là cần phải có tham mình. Vâng, đó là 5 đánh 2 đi khi mà Naga đã tới để ngủ và bảo vệ cho Sếp lùi về. Một phần là do bên phía ở Tundra họ cũng thiếu đi sao bầu quá kìa bạn. Nên là không có cái gì để giữ chân Tibersaw cả. Anh ta vẫn có thể tìm ở trên được và Naga đến kịp lúc. Mỗi sơ tăng đến từ cái con gấu đá thôi. Nó là không đủ. Ở đây thì thầy Sơn đã hoàn thành cho mình đó là Octadinko và đang hướng đến một cái sát à, sát để nhảy à. Đánh được bớ vào đúng không? Và sát của con này thì thôi cũng tạm được. Coi như là một thứ để mà bảo vệ bản thân thôi. Không xa được. Không nhanh đâu. Lộ luôn. Drow không phải là con Alucard nhanh. Ít ra cũng phải là có khả năng trừ giáp đến từ ai đó. Trận này thì không biết là các video gì có ai có lên mười đai không? Không ai lên mười đai. Thế thì Alucard chậm lắm. Xếp đầy như đau nhổ thốn quá. Yeah. Vâng, đó là gần nửa cây máu thôi, khoảng độ hơn một ra tí. Talon thì Night Vision, tôi biết cái
Việc mà anh chàng Nai lấy Vision là tôi biết rồi. 50 đam Nai Vision tí nữa lấy thêm 12% slow của Arctic Burn. Cứ nhổ thôi khi có gậy xanh, nhổ liên tục. Đây rồi. Có vẻ như là cái team gặp đều gặp vấn đề. Khéo Gabe lại còn up late ở trong đêm nữa thì thôi đấy. Hôm nay thì chúng ta sẽ biết cái tên cuối cùng có mặt ở TI. Mình thì mong là OG có mặt các bạn ạ. Mong là như vậy. Đương kim vô địch TI 9 có mặt ở TI 10. Chúng ta sẽ có tiết mục cầm khiên ra sân. Không biết là hai tín đã hết lag chưa ta? Anh ơi, chủ nhật bưu điện có mở không nhỉ? Chủ nhật á? Anh không biết anh có ra bưu điện bao giờ đâu. Không biết anh em nào trên kênh thì có làm ngành bưu điện không? Tại vì là mình thì vừa nhận được mail là họ ship khiên đến nhà thì fail, nên là phải ra bưu điện để lấy. Nhưng mà tôi cũng không rõ là bưu điện thì chủ nhật có mở không? Có à? Vài anh em bảo có mở kìa. Tại vì nhà em mà cách bưu điện thành phố đi hơi sai kìa. Sáng em ạ, các bạn bảo là sáng. Thì em đi mai sáng à? Cho cẩn thận đi. Không thì ngày kia. Mà bây giờ vã kia à? Ờ, cũng chờ lâu rồi nhỉ. Thật đi, thế sáng mai ra thử, sáng mai ra. Ờ, sáng mai ra thử vậy. Ai biết được, chiều đi em đi có việc nên là nó lại ship khiên tâm đấy. Tiêu đang bút vào rồi, đưa ra bắn rất thôn. Có một cái xe nữa. Và bây giờ thầy Sơn đang tới. Này, Nai bị tìm thấy. Nhưng cú giật đến bên phía của rớt. Cộng thêm một cái silent. Nai không làm gì. Ui, Nai vẫn kịp. Vâng, đó là cái giải đến từ A3 các bạn ạ. Cái khiên. Nếu chụp thì anh ta có thể tỉnh được bởi cái silent. Bây giờ đi sau đây, Nai cất ngược lại. Tóc sườn lên bảng rồi. Calvin của Team OG, họ cố gắng lên mạng của Fata nhưng mà Nai vẫn còn sống. Và giờ thì Sep với khả năng đốt máu đến từ Nai. Ok, anh ta vẫn về được. Có tính toán đấy. Lion bật vào stun Winter Wyvern và hack lại cái con A3 để A3 không thể buff. Nhưng cái vấn đề là lượng sát thương dồn ra đến từ bên phía OG là không đủ. Và A3 sau khi bị hết hack, anh ta đã tỉnh dậy và hỗ trợ được cho Winter Wyvern rồi. Là quay sang giải luôn cái silent. Và bây giờ thì rất gần gậy xanh đến từ Winter Wyvern nha. Chưa biết thế nào anh em ạ. Thật sự thì rớt đang là hơi húng quá đến từ thầy Sơn. Thường con rớt nó phải đứng an toàn một tí. Và khi mà Winter Wyvern có gậy xanh thì tôi nghĩ câu chuyện nó sẽ khác. Winter Wyvern của Nai đủ đồ, giày bay, Whitblade và gậy xanh là anh ta đi ganh dã man lắm. Nghĩa là một phần là vì pha đấy thì rớt cũng kiểu, tức là khi mà anh ta giật cái ulti và cái giật skill 1 thì nó cũng lan sang một người A3. Thế là làm cho anh ta nhận sát thương. Và A3 tầm này chỉ cần nhận một tí đam thôi là anh ta sẽ kích hoạt cái Borrow Time rồi. Cái Borrow Time lên, thế là đang bị hack một cái thì hết hack luôn. Anh không nhìn rõ lắm có phải Borrow Time hay không, chỉ thấy là anh ta hết hack và giải được thôi. Nào, rồi. Phải ngủ để sủi chứ còn gì nữa. Con không. Vậy xanh rớt đang đến. Xa. Rớt đang tiếp cận. Đủ không? Xa. Trói lại. Không được, không được. Không đủ. Xa lắm. Bay với cố gắng. Lại bắt tôi. Còn giết ngược cả Nai là này. Còn luôn ạ. Các xa giờ ta chưa. Ôi. Bắt kiểu gì? Nó bay nhanh quá. Vâng. Khó chịu thật sự luôn. Không bắt được Nai. Mất hai ulti. Cả của Naga, cả của rớt nữa mà không bắt được. Bây giờ thì cái và gì đây? Kìa. Oh mid click à? À mid click bao hay nào? Dòng xanh các bạn ạ. Công 3.000 thủ 2.600. 2.500 thôi. Làm sao? 2.500. 2.500 2.600 cả. Em không nhớ lắm. Thế là thôi. Bắt tôi đi. Ờ đúng rồi, em nhớ là thủ của nó thì thấp hơn công của con rồng trắng bắt đen anh ạ. À rồng rồng đen bắt đỏ. Rồng đen bắt đỏ là 2.600 2.400 đúng không? Nên là kém một tí.
Không, dấu đáy bắt đỏ lấy đâu ra khỏe thế em? Công 2004 thủ, 2006. Thủ 2000. Con rồng đen bắt đỏ yếu mà. Chắc là hơn mỗi con rồng một vuốt. Rồi một vuốt là cái con mà ghép được vào với cả kỵ sĩ rồng đúng không? Đúng rồi. Dùng kỵ sĩ Gaia đấy. Thế là ghép hai thằng vào. Kỵ sĩ Gaia cưỡi rồng một vuốt đấy. Vẫn yếu. Đúng rồi. Bỏ đi. Đúng rồi anh em ạ, công 2004 thủ 2000, rồng đen bắt đỏ, thằng con của thằng Zonochi yếu mà. Rồng trắng mắt xanh thì là bá nhất ở trong cái bộ đầu tiên rồi. Siêu to khổng lồ, 3006, 3, à 3000, 2004. 2500. 2004. Ờ 2500, 2500. Anh em không nhớ đọc truyện Yu-Gi-Oh đây à? Đổi cả tất cả bộ bài để đổi lấy con rồng trắng mắt xanh mà ông của Yugi không đổi đấy. Mà thôi, bỏ qua anh em ạ, quay trở lại trận đấu. Thì mà đã bắt đầu unpaw rồi, 12 đều và trận đấu vẫn còn nguyên. Nhưng cái vấn đề bây giờ là cái con Winter Raven nó đã đủ đồ nha, đã có đúng cho mình đó làm cái gậy xanh và anh ta sẽ đi ganh rất nhiều. Winter Raven cộng 1 thôi là dễ có cho mình mạng rồi. Ở đây Skitter thì anh ta không bị bận tâm nhiều với cái việc là hóa form farm, bởi vì đồng đội là cô tôn sẽ búp mana liên tục để cho cái form này nó cooldown nhanh. Sếp còn đang lên BKB các bạn ạ, để tanh lại cái Arctic Burn. Arctic Burn khó chịu quá. Quyết định Anosan đến đâu gì có hợp lý hay không đây? Có vẻ như là Tundra vẫn chưa. Không, con, chính xác là con, họ biết rồi. Con sói này là của Brew mà. Đúng. Lộ rồi bạn ơi. Con sói này đã lộ diện ra và giờ thì sao đây? Sếp tràn lên, cố gắng câu kéo sẽ chú ý nhưng anh ta có thể chết ở đây luôn. Không, con viên của team Tundra họ bị tìm thấy rồi khi mà đó là Winter Raven. Nào, anh ta bị silent lại. Bata cố gắng hồi máu. Nai bị bắn, Nai chưa chết, Nai cố gắng bay đi. Và Nai sống rồi các bạn ạ. Khả năng bảo vệ Winter Raven đến từ bên phía Tundra support là quá hay và giờ thì sếp có lẽ anh ta cũng về được thôi. Ui, Skitter đi có cho mình double kill và Nai bị khó đến từ sếp và Nai. Anh ta tự hồi máu vẫn là người chiến thắng. Vẫn sống và bây giờ thì sao? Tôi thấy là Sumail bị lock lên, có đơn bài. Oh my god. Nhưng bây giờ thì ta đổi máu rồi. Topson lên và giờ thì chỉ còn Sumail thôi. Sumail lên bảng, Topson rơi xuống đất, nhìn thấy bốn người xung quanh. Thì đi được, ok. Bây giờ thì sẽ là Nosan đến từ Dudra Esports. Cô ấy vào người của Nai nhưng không được. Một lần nữa, đó là Lion Lazard. Và cả Tibersaw dí vào, nhưng với sự hỗ trợ của A3 thì Nai vẫn cứ là sống sót thôi. Cái con rồng trắng mắt xanh này nó đang gây quá nhiều khó chịu dành cho OG, giống hệt với ngày thi đấu hôm qua. Và bây giờ Roshan thuộc về bên phía Tundra. Skitter là người có cho mình cái Aegis. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Hai lần giết hụt, hai lần chấm máu đến từ Winter Raven. Một phần là vì em nghĩ là cái Essence Ring, cái item siêu bệnh hoạn trong tay của con Winter Raven, làm phát hơn 400 máu luôn. Sau đó thì là phát đấy thì là A3 búp hơi sớm, tức là A3 búp thì Naga mới chói. Nhưng mà lúc đấy lại hết đam rồi. Winter Raven anh ta kịp cất. Sau đó anh ta bay lên và né được cái team ở trên là sống sót. Có lẽ là trong những cái tình huống như này thì một cái Octarine Core nó không giúp ích nhiều điều. Một cái gậy xanh đi. Gậy xanh thì có phải là có thêm rất là nhiều đam không? Nimbus giật ra Winter Raven. Này tiếp tục sử dụng tốt. Nếu mà chỉ đang trận này thì cái win rate của anh ta vẫn đang là 100%. Chưa thua khi mà cầm Winter. Con rớt ơi, gậy xanh đâu. Con lúc sần tôn là con rớt này là chơi kiểu trâu bò rồi anh em ạ. Optarico gậy xanh đi, và... đúng rồi. Đây rồi. Gậy xanh đi, còn thêm đam, Nimbus các kiểu khó chịu mà. Đam quá. Bởi vì cái Nimbus nó hay. Khi mà đối phương được câu em Ray ấy, dí cái Nimbus vào thì nó cứ dã liên tục đầu. Giảm cái không... khả năng hồi máu đi. Em nghĩ là cái việc anh lên được Octarico một phần là vì đầu game là Topson thấy mình xanh. Đúng rồi. Nhưng mà anh ta không thấy đối phương dồn vào được mình, thế là anh ta lên một cái Octarico. Quá óc chó. Nhưng ai ngờ là sau khi hoàn thành xong Octarico thì đối phương bắt mình liên tội. Óc chó rồi, Octarico thì thành óc chó rồi anh em ạ. Hỏng. Món đồ này tôi vẫn hay thường gọi là óc chó đấy. Trận này giống là như thế thật đây. Chạm mặt giang hồ. Skitter phi thẳng vào chỗ Topson kìa. Topson trốn.
Ok. Trốn là nhanh khi mà có xác, nhưng mà Nai đang chờ. Nai đang chờ nha, một con rồng trắng mắt xanh. Cớt lại như con bóng đang bắn. Không đủ. Cái ngủ này đến bên phía đầu đều nó khá đẹp. Đáng chắc cần phải chạy vào. Winter đâu? Winter chỗ nào? Không tìm được. Thấy. Không tìm được. Trời, không có vision. Không thấy các bạn ạ. Mất ngủ. Không có cách nào để tiếp cận Winter. Hôm nay lại lên cho mình CVS thôi. Counter Timber. Bắn nhanh, bắn đau hơn. Đẹp quá nhở. Có form để lấy lại cho mình cái trụ này nữa. Đấy, cô Tôn thì là máy búp rồi anh em ạ. Cứ đứng sau búp thôi. Mỗi lần búp là giảm được 6 giây cooldown của cái form. Hồi form rất nhanh. Nai quyết định trở về nhà khi mà anh chàng Timber đang bị giữ chân lại ở 3-3. Hơi thiếu mana một chút nhưng không sao cả. Khi mà Skeeter có mặt. Trốn á. Không. Tôi không nghĩ là Sep có thể làm gì được. Quá nhiều thứ xung quanh. Spray. Coi như tạo spray vậy. Nhưng mà anh ta lên bảng điểm số khá lâu nhỉ. Vâng. 70 giây liền. Level bao nhiêu mà lên bảng lâu đấy? 20. Cái gì vậy? Em ơi, trận đấu này một là con Winter các bạn ạ. Đang thiếu mana. Chết hụt 2 lần. Đun Regen. Bây giờ nhận được đun Regen. Trận đấu này là dành cho Nai rồi. Như đã nói anh em thấy không? Tôi biết là TB trận đấu này phải là Blink mà. Xong rồi. Ba bắn chết luôn. Nhổ chết. Tiêu. Tiêu các bạn ạ. TB Blink để mà có thể đi tìm rớt nhưng mà không cần. Nai anh ta đã làm việc đó thay rồi. Đây cô tốt khỏe ta. Pai và Mê Khan. Mà sao tôi thấy con cô tốt này nó khỏe thế? Vâng. Lion hay là bóng của Naga đánh vào chẳng thấy mất máu gì cả. Một con cô tốt lực. Là nếu mà anh ơi, trước đó nếu mà Nai không nhặt được cái Rudy Gen ấy thì ta sẽ không đi tìm top săn. Ừ, trận đấu này kiểu Nai định vậy cả hay là như nào? Gabe không muốn chơi gì DTI rồi các bạn ạ. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Chịu. Ba thứ để làm việc lớn đấy. Vâng, khi mà OG lải nhải với sức mạnh của tình bạn thì các đội viên của Tandra rút ra lá bài dùng trong mắt xanh. Sau đây hóa form lên đến từ 3-3. Sep câu kéo khá nhiều thời gian đấy. Nai bị sai lầm. Và anh ta bị giật. Nai được giải rồi. Ok. Vẫn ổn. Nai giữ được khoảng cách. OG vẫn chưa tìm được cách để xử lý con Winter này các bạn ạ. Nó cứ trốn thôi. Tăng hình bẩn. Bay đi. Sắc xa bị nhổ kìa. Những cú nhổ. Sắc xa bị nhổ chết rồi. Nai lại trốn nhưng mà trong đó Skeeter anh em bị giật vào đến bên dưới anh chàng Toxin Musumeo. Cái ngủ này để tìm cái con Winter. Con Winter đâu rồi? Con Winter. Ôi. Nó đang đứng trong bụi cây và đó là cú cất quá đẹp. Ngày giờ bị cất lại. Sumeo quay sang bắn đồng đội với Sumeo cũng chết rồi. Nai có gót lại. Đủ để set up cho đối phương anh em ạ. À. Vào đây thì set. Cố gắng tìm bờ trên nhưng mà có về được hay không đây? Có khóa ánh sáng. Và đó là đủ rồi. Mạng thuộc về Fata. Team White dành cho bên phía ở Tundra. Và trận đấu số 3 này đang thuộc về Tundra rồi. Ngủ lại. Ok. Giết được TB đấy nhưng mà chết hết. Khi mà pha cướp quá là dã man. Cướp vào đầu của rớt. Và the round của Sumeo bắn vào thầy Sơn thì làm sao mà chịu nổi. Chết cả hai luôn. Thôi xong rồi. Con rồng trắng mắt xanh này nó dã man quá. Ván này cái 3 thắng rồi. Ugi mặc dù là có sức mạnh tình bạn đấy. Không đủ. Cái 3 thì là người chơi hệ trai hát anh em ạ. Chơi game online, nạp thẻ, top 1 server. Nhưng gặp ngay quả Yugi hack game nên thua thôi. Một trận đấu này thì nạp thẻ đã thắng. Rồng trắng mắt xanh đang rất khỏe. Nào, sức mạnh tình bạn. Lỗi tôi được chưa? Tôi bảo là con rớt này là không có disable, không giết được nó. Nhưng bây giờ là thầy Sơn chết 4 mạng rồi. Lỗi tôi. Đành nhận vậy. Nhưng mà thầy Sơn lên đồ không đúng ý mình. Mình thì muốn là Etherland xanh. Rồi giày bay. Lại xanh Blink. Mà thầy Sơn thì làm ngay quả óc chó thì đúng là tôi không đoán ra.
cái đồ này bị sai quá. Cái áp chó này thì xin lỗi là tôi không đoán ra thật, lỗi tôi anh Bây giờ em phải ạ. chờ anh ạ, thầy Sơn phải lên được cái gậy xanh đã. Cơ bản là lúc đầu thầy xanh quá, thế là thầy bị đam mê. Thế còn thầy mà không xanh xem. Thầy mà không xanh thì bây giờ có gậy xanh lâu rồi các bạn ạ. Tự nhiên thầy lại xanh, thế là thầy đam mê với cả quả óc chó. Nghiện quá là hỏng. Trong gọi là từ điển của tôi thì rớt Ymir thì là Etherland, giày bay. Sau đó là gậy xanh Blink hoặc là Blink gậy xanh, tùy. Mà Thậm chí là bỏ qua giấy bay lên Etherland gậy xanh luôn. thầy thì lại làm Thật ngay ra chết rồi. quả áp chó Rinko đi thôi. Lạ quá. Tôi chờ đấy các bạn ạ. Chờ 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 cho Học. gì có gậy xanh thôi chứ còn. Sắp có chưa? Sắp có 300 rồi. nữa. Sắp có rồi. 200 nữa, 200 nữa là thầy Sơn sẽ có Ui gậy thầy thầy xanh. thầy 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 Sắp rồi. Và ta đứng ở ngay sau lưng thầy. Này đang tăng hình bẩn nhưng mà này tăng hình bẩn của chúng tôi. Này bị khò, này chưa chết, này đang đổi máu, rất cố gắng để chạy nhưng mà ui bắn không tâm. Thầy Sơn đi rồi vẫn này sống, Vẫn đang cú sống ngủ ở lại, đây. cú ngủ lại Vẫn sống. có đủ không, này vẫn chưa chết mà nó lại tăng hình bẩn nó chạy đi. Oh my god, không có cách nào để giết một con rồng trong mắt xanh cả. Không làm được anh em ạ. À bà hỗ Ôi trợ ôi ôi quá ôi nhiệt ôi tình, và ôi bây giờ Sume, ui À được 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 vâng, Manta phải vừa linh gấp thì mới có thể thoát được khỏi cái con rồng trong mắt xanh này. Nhìn cái cách anh ta di chuyển kìa, với cái Shadow Blade tốc chạy 550 lại bắn vào người của Sumail. Bây giờ sếp đến, nhưng sếp ơi, TP Sumail, ai cứu Sumail đi Sumail đi, rồi. không được rồi. Naga bà bách ra nhưng anh ta làm gì có ngủ đâu. Và xem bị break, xem cũng đi rồi con vật ạ. Rồng trắng mắt xanh đang có cho mình cốt làm trận đấu này, mà trong cái đó thì đầu theo một con Naga không có ngủ. Ôi sắc xa cũng bị nhổ teo, và đó là hàm cặp đầu xanh Bàn đến đâu bàn thì chết. Bàn Thầy gấp. Sơn hồi sinh với quả óc chó ở trong tay. Không không Chán. Không cao tơ được rồi anh em ạ. Bàn gấp cái con Chán. Winter Wyvern này đi. Đừng cố nữa Ozzy ơi. Hãy ban như ở game đấu số 2 và game đấu đầu tiên đi. Bất lực anh ạ. Tại vì lên đồ thế này thì đánh cái gì? Trong Vâng. người có đúng quả óc chó hết. Thấy sợ chưa? Không có cái gì cả. Vẫn chưa có cho mình gậy xanh. Cất được rồi. Cất được. Vâng, thầy Sơn bị cut line và thế là hết rồi các bạn ạ. Mặc Hết đó rồi. là TP và con clip của 33 móc phía sau và cướp vào đầu của rớt. Thầy Sơn bài bách ra, tức là thầy Sơn sẽ không có gậy xanh. Cố gắng để đép bằng quả óc chó. Hết rồi. Trận đấu này đi theo cái óc Tarnico của thầy Sơn. Không Cố gắng giết nó chứ không được. giết Đúng rồi, thật ra họ cứ đổi máu thôi. Vâng, không giết nổi Trời anh em ạ. ơi. Và cái nhà chính đang bị đánh vào và tàn chết. Cần biển Tatara, họ làm mọi thứ để kết thúc trận đấu này. Nào, mấy con gấu, hội ba con gấu. Ôi, thầy, thầy cháy giáo án rồi các bạn ạ. Cháy giáo án. Vâng, Nhà xanh như chính nổ rồi, thế. chiến thắng 2-1, thứ tư. Cái gì? Vẫn Đầu đang thêu không cố. cho. Ngủ lại đối phương. Nhưng mà Nai sẽ nhổ nhà chính hay là nhổ Sumail đây? Nhổ Sumail và Sumail bị đốt chết. Chiến thắng dành cho Tatara trong trận đấu số 3. Anh em nhìn thấy gì không? Combo Lung ngủ Naga và Silent của The Round. Cái combo gì vậy? TP nó lại là né luôn và Blink thẳng vào mặt của The Round, giết luôn. 2-1 dành cho Tundra. Để tôi check lại thì nó là như nào đây anh em. Rớt cùng với óc chó thì là không hợp nhá. Lần sau anh em bỏ nhá. Nào. Ở đây thì tôi Trời thấy là ơi. một con rớt. 40.000 đam. Anh ta là đam từ 50. 15 phút là 50 và lúc đấy là đang rất giàu khi mà có cho mình đó là giày mana và Thành Etherland 67 anh rồi. ạ. Sau 50 đó thành là 67. 51, 52, 53, 55. 55 chết 56. Sau khi 50 thì thầy Sơn chết 6 mạng liền. Và ôm mộng cầm cho mình gậy xanh sang game đấu tiếp theo. Chứ trận này thì không lên được gậy xanh rồi. Từ 50 mà thành 56. Không lên nổi gậy xanh luôn. Hỏng hỏng hỏng.